Chúng ta có một cái use case như sau, đó là chúng ta sử dụng tài khoản Amazon Web Service, thế nhưng mà công ty của chúng ta có một bạn kế toán. Đấy, công ty tôi là rất nhỏ đó, tôi dùng tài khoản cá nhân, tôi dùng thẻ debit của tôi để tôi mua dịch vụ Amazon Web Service, nhưng nhân viên kế toán cũng cần phải vào để xem là hàng tháng thì chi phí là bao nhiêu. Đó, tôi tạo ra một tài khoản rogue là nhân viên kế toán. Đầu tiên là chúng ta vào rogue nha. Không. Bây giờ rock này vào billing dashboard này. Đấy, các bạn thấy là hiện nay là rock nhân viên kế toán của tôi là không xem được chi phí đúng không? Bây giờ tôi sẽ làm như thế này. Thực ra là tất cả những cái nhu cầu này ấy, thì Amazon document đều có hết, các bạn Google là ra. Đây, managing access permission này, granting access to your billing information and tool. Nếu mà các bạn đọc kỹ một chút thì đây, đây là chính là cái phần mà chúng ta sẽ cần thực hành. Đầu tiên là chúng ta sẽ vào account ở và đăng nhập với user root nhé. Các bạn scroll xuống thì các bạn nhìn thấy I am user and role access to billing information ở đây không? Đấy. Hiện nay thì nó đang bảo là access to billing information is deactivated, mặc định nó là như vậy. Thì các bạn ấn edit activate cái này lên. Xong một bước. Sau đó các bạn vào trong security credential. Các bạn vào trong user. Các bạn vào trong user log. Các bạn có nhìn thấy permission không? Add permission. Thì có hai cách. Cách thứ nhất là chúng ta có thể tạo ra một group. Trong group đấy chúng ta sẽ tạo ra một policy. Trong policy đấy chúng ta sẽ add permission là xem được billing information. Nhưng mà có một cách nữa ngắn hơn. Nếu giả sử chúng ta chỉ có duy nhất một I am user mà chúng ta muốn cấp phép để xem billing thì chúng ta sẽ dùng cái lựa chọn thứ ba là attach existing policy directly. Các bạn search chữ billing. Đấy. Ở đây có hai cái policy thì chúng ta sẽ chọn cái trên là read only access. Rồi. Trước khi chúng ta chọn, chúng ta cần phải xem kỹ xem nó policy nó là gì. À, AWS Portal View Billing Resource xem tất, tốt quá. Bây giờ chúng ta sẽ Next Review Add Permission. Đó, thì các bạn nhìn thấy User Rock đã có permission là AWS Billing Read Only Access. Bây giờ chúng ta sẽ vào Billing Console lần nữa. Chúng ta refresh lại xem User Rock đã có quyền chưa. Phải nói là cái cơ chế phân quyền của Amazon nó rất tuyệt vời, rất trong sáng, dễ hiểu và ngay lập tức. Đấy, thì hiện nay là user rog đã xem được các billing rồi, đúng không? À, xem billing này. Đấy. Cost Explorer này. Đấy. Launch code. Đấy. Xem vân vân và vân vân. À, đó, các bạn nhìn thấy không?